bao tre. Cha đưa em đi học con đường trơn, chân em bé nhỏ sờ lắm bùng. Cha ngồi xuống cổng em, cha nói cốt mày mẹ tao. Dạ chào cô bác. Cha gặp cô bác năm mới vui quá, ai cũng đẹp hết trơn hết trọi á. Chúc cho cô bác trăm sự như ý, ngàn sự như mơ, vạn sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc. Đang đi mà nghe bà này bắt ca mà nổi dịch với bà luôn vậy hả? Ai vậy? Tôi chứ ai. Ê trời ơi trời, hết hồn hết vía, tưởng đâu con lân ngày Tết không à. Bà này tự nhiên nói tôi lân này lân nọ làm sao vậy? Ai biểu ông và người ta đang hát tự nhiên chỏ cái mỏ ông vô làm chi vậy? Tôi chỏ mỏ gì, tôi ghét bà được không? Tôi làm gì ghét tôi? Bà lớn tuổi sao bất hiếu à? Tôi làm gì bất hiếu trời? Tôi hỏi bà năm nay bà nhiêu tuổi? How old are you, please, sir? 50 years old, sir. 50 hả? À. Ba bà nhiêu? 80 years old. 80 hả? À. Trời ơi, ba bà sắp trầu trời theo ông theo bà rồi. Bà cũng sắp đu theo ba bà rồi. Bà nghĩ sao đi học, bà hành ba bà cổng bà coi chướng mắt không? Trời ơi, cha cha, con hành cha của ba tôi nào vậy cha? Thì bà mới nói cha ngồi xuống cổng con đó. Trời đất ơi, cái đó là lời của bài hát Em đi trên cỏ non. Ủa? Chân em bé nhỏ sợ lắm bùng, cha ngồi xuống cổng em, cha nói cởi ngựa ngựa phi. Phi ngựa thì muốn rớt đồ hết trời trời. Trời đất ông nội ơi, cái bài đó là bài Em đi trên cỏ non. Ông không tin ông hỏi Hương Lan đi, bài ruột của Hương Lan á. À, nói biết. Sorry nha, em nào biết, em nào có hay. Trời ơi, bởi vậy tôi nói đầu năm đầu tháng bước ra đường gặp cái ngữ này thì tôi mệt dễ sợ, tránh đường cho người ta đi coi. Thì đường rộng mênh mông bà cứ đi đi. Ông đứa má ngữ ra sao người ta đi được. Bà đi đi. Tránh ra. Mệt mỏi ghê. Tần đứng lại. Cái gì dạ? Ra đứa không ý tứ à? Làm gì không ý tứ? Ra đường đẩy nguyên xe trái cây vào mặt người ta. Có chừng rớt hai chiếc quýt vợ nha bà. Trời đất ơi. Ê cha nội, quýt hay cam hay bưởi gì kệ ông nội tôi nghe. Ông lớn quá ông biết không? Ông tưởng ông tin ông? Tôi đẩy nguyên xe trái cây tôi đụng nát mặt ông ai? Trời ơi thiệt à. Sao sao ban ngày mà tưởng nằm mơ thấy quỷ không à trời. Xin lỗi, mà sao kỳ vậy? Đàn bạn gán ý tứ vậy? Gặp trai cái tùm tốp sát lại hả? Trời đất ơi, chưa thấy trai đẹp bao giờ. Ý trời ơi. Nè, định vụ tôi xong rồi tung hình tôi lên mạng hả? Ý trời. Trời ơi. Dễ gì bé yêu. Ôi, trời ơi, nghe thấy sợ quá à. Tung hình ông lên mạng cho virus ăn hết cái đi internet của người ta hả? Trời đất ơi, thấy ớn à, bởi vậy tôi nói hả? Ra đường mà gặp cái ngữ đàn ông như vậy, tôi thề không bao giờ tôi tái giá. Ôi, gặp cái ngữ đàn bà như bà, tôi cũng thề không bao giờ tái nạm à. Vậy? Ôi, tái vợ chứ. Ủa, nói vậy bà bị chồng bỏ hả? Không, tôi bỏ chồng, còn ông? Như trơn sao? Ủa, tôi thắc mắc nha, cái người hàm hồ hung dữ như bà, đáng lý ra bị chồng bỏ mới đúng. Sao bà lật lọng cách nào bỏ chồng hay vậy? Ê, nè, ông kia, bộ tất cả những cặp hôn nhân mà ra tòa ly dị là đàn bà toàn bị đàn ông bỏ hả? Em nào biết, em nào có hay. Trời ơi, ông làm như đàn ông có giá lắm vậy. Ôi xời, đàn ông không có giá gì mà thơ văn ca ngợi hoài. Ca ngợi sao? Ca ngợi nghe sao? Nghe nè, trai 30 tuổi còn xinh, gái 30 tuổi để xình mắm nêm. Trời đất ơi. Trời ơi, vậy mà xình nè trời. Không dám xình đâu nha. Nghe nè, 3 đồng một mớ đàn ông, mua về bỏ lòng cho kiến nó tha. Trời đất ơi. 300 một chị đàn bà, mua về anh lót thảm qua cho ngồi. Đúng rồi chị à. Quá hay luôn. Tôi nói ông nghe nha, bữa nay tôi thấy nè, mấy anh mấy chị là nữ nhiều hơn nam nha. Âm thịnh mà dương suy nha. Cẩn thận nha. Hôm nay bà này bà hên gặp đồng minh quá trời luôn. Xếp bán mình mà cũng khoe. Trời đất ơi, tôi bán mình rồi nào ông? Không bán mình sao lấy 300? Trời đất, anh công nhận đúng không à?
Trời ơi bà nè, tôi cũng có chồng Minh vậy. Trời ơi trời ơi, đây là gãy bà đập lưng bà đây nè. Trời đất ơi, đồ đàn bà ham tiền, đồ đàn ông há sắc. Đàn bà ham tiền, đàn ông há sắc. Không nói nhiều với bà, nghe cái hơi hám bà biết bà ghét đàn ông rồi. Bà nói đi, tại sao bà ghét đàn ông? Why? Tại why? Tôi không có ghét đàn ông. Vậy sao? Mà tôi hẳn. Chà nghe chứ hẳn này, cái đô nó mặn ngòi lắm nè. Sao hẳn đàn ông vậy hả? Honey. Đó. Chính vì hai cái chữ honey mà cuộc đời tôi nó nát bấy hết trơn rồi đó. Sao vậy? Ngày xưa mới gặp ổng lần đầu tiên ổng kêu honey, cái là tôi xách cuốc theo ổng liền tại chỗ à. Sao mà dễ dãi vậy? Sau đó tôi mê trai dữ vậy trời. Mê trai nặng đô lắm nha. Sao kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy? Tôi nói ông nghe nè, ngày xưa mỗi buổi chiều ổng lấy xe đạp, ông chở tôi lên dốc cầu Sài Gòn hóng gió. Ôi trời ơi, dốc cầu Sài Gòn cao lắm nha. Ông chở bằng xe đạp là ông mệt lắm à. Tôi biết chứ, bởi vì tôi thấy tội nghiệp ông lắm. Nhìn những giọt mồ hôi lăn tăn trên lưng của ông, tôi mới hỏi. Hỏi sao? Anh có mệt lắm không anh? Rồi ông trả lời sao? Được chở em, anh không bao giờ biết mệt. Trời ơi, lãng mạn quá vậy. Rồi thời gian thấm thoát thôi đưa. Sau khi ông hốt được tôi, cũng chiếc cầu đó, cũng chiếc xe đạp đó, cũng câu hỏi đó. Hỏi sao? Anh ơi, anh có mệt lắm không anh? Rồi ông trả lời sao? Bộ trâu bò sao không biết mệt? Trời ơi, cái già lũ đạn vậy trời. Hái qua bức nghị xong rồi lật lọng liền vậy đó hả? Bởi vậy tôi mới ôm hận ở trong lòng. Tôi quyết tâm tôi dụ ổng cho bằng được để có một đứa con. Để làm gì? Để tôi bỏ ổng. Trời ơi, con gái bây giờ nó điểu ve luôn hả? Dụ con trai ta có đứa con cái bỏ anh ta liền hả? Chơi qua đường không vậy ha? À, giống quỷ quá à. Có người đàn bà bình thường nào mà cười như ma như khùng điên vậy trời trời á. Nó bình tĩnh chết liền à. Thiệt tình là tội quá à. Còn ông, sao vợ ông bỏ ông vậy? Thì đó, lúc mới yêu nhau cũng lãng mạn lắm. Tôi thường chở bà vô những chỗ sáng sủa chơi. Bà nói, anh ơi, em thích bóng đêm cho nó lãng mạn, riêng một góc trời. Đúng rồi, con gái ta thích bóng tối lắm cha nội. Tôi mà hồi đó ai rủ tôi vô bóng tối tôi chịu liền á cha. Trời ơi, có cuối cùng ông có dẫn bà đi không? Ngu gì không dẫn. Cứ chở mà đen tối lửa đầu vô kiếm cơm. Dễ. Tôi mới hỏi bà vậy nè. Em ơi, tối quá em sợ ma không? Rồi bà trả lời sao? Có anh là thiên thần em chẳng sợ gì bóng đêm. Cái lãng mạn dễ sợ luôn. Một thời gian thấm thoát trôi qua, bao nhiêu tinh hoa tôi bà lấy hết. Trời ơi, chưa có...